Nga sẽ nối lại các chuyến bay đến Việt Nam, Ấn Độ, Phần Lan và Qatar từ ngày 27 tháng 1. Hoạt động hàng không giữa Nga với những nước này đã bị đình chỉ từ những tuần đầu khi xảy ra dịch bệnh. Thông báo của Trung tâm Phòng chống dịch COVID-19 của Nga cho biết, sau khi thảo luận và cân nhắc tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, Ấn Độ, Phần Lan và Qatar, Nga đã quyết định áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong việc nối lại các chuyến bay, trung bình 2 chuyến một tuần. Nga cũng xác nhận tỷ lệ mắc Covid-19 tại bốn nước này ở mức dưới 40 ca trên 100.000 dân trong 14 ngày qua, đáp ứng tiêu chí về dịch tễ để nối lại hoạt động hàng không. Tính tới nay, Nga đã ghi nhận hơn 3,5 triệu ca mắc Covid-19, khiến cho hơn 65.000 người tử vong.